Công ty trách nhiệm hữu hạn TMDV Con Đường Việt tuyển 20 lái xe dấu C, D, E, mô tả công việc, chở khách theo yêu cầu của công ty, chở hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng, chạy đến vị trí nhà khách và chở khách theo yêu cầu đi những địa điểm khác nhau trong nội thành và lân cận. Yêu cầu công việc, nam có bằng lái xe dấu C, D, E, không yêu cầu trình độ, kinh nghiệm lái xe tối thiểu 2 năm, lái xe cẩn thận, an toàn cho khách yên tâm, biết chăm sóc khách, lau xe, đóng mở cửa cho khách, bảo dưỡng xe cho khách, rành các tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh và lân cận, thái độ trung thực, yêu nghề và tận tâm với công việc. Quyền lợi được hưởng, mức lương đảm bảo trên 10 triệu đồng một tháng, đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước, 100% tiền tài khi khách thuê tài, 20% tiền tài khi khách thuê tài đi tour. Yêu cầu hồ sơ, đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe, các bằng cấp có liên quan. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn TMDV Con Đường Việt, địa chỉ số 33 đường Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Email dinh.thuc.1708@gmail.com. Điện thoại liên hệ 0919 548 181, gặp anh Đinh Hoàng Thực. Ngày hết hạn nộp hồ sơ cho đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2018.